Anh em nhá, đang bàn giao cái mui lớp gió cho một bạn ở ở đâu quên mất rồi. Đây đang đợi bạn ý qua, bạn ý nhờ một người bạn qua lấy các bạn nhá. Anh em nào về đây mui gió từ xa các bạn alo cho mình nhá. Đây là sơn màu trắng xanh này anh em này, của Vina HD. Đấy, rất đẹp luôn. Đây thì đang bạn ý đang nhờ. Đấy. À 26 Sơn La. Ok anh em. Ok. Ok em ơi. Bật xe đi thẳng cho anh bắt, bật xe đi thẳng cho anh bắt. Ok, anh bắt đây đâu bắt. Đây, hiện tại thì bạn ấy đang nhờ người bạn quên xe hộ cho các bạn nhá. Trở về Sơn La anh em ạ. Vừa thoải mái em. Thoải mái vừa luôn, em mở cabin lên. Cái nhẹ nó không đổ đâu, nó tì vào cửa rồi, em đóng cửa vào nó tì đây luôn. Ok, đóng cửa nhá, đóng cửa nhá. Đấy, cho lên cabin vừa khít luôn em ạ. Ok, thế là xong rồi anh em nhá. Cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. À, anh em có đi mua đồ hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 2028. Cảm ơn em trai.